Sai Sinh Tố cầm tay sách nở thách ba tiện dụng được tặng kèm luôn hai cốc sai các bạn nhé. Sinh tố luôn là loại thức uống bổ dưỡng cho chúng ta bởi vì chúng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Và việc chúng ta uống sinh tố, ăn trái cây mỗi ngày sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe, làm đẹp làn da vóc dáng, chống lại nhiều căn bệnh về đường ruột và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Máy xay sinh tố sách nở thách là sản phẩm tiện dụng cho các bà mẹ, các chị và những ai yêu thích công việc chế biến nước uống bổ dưỡng ngay tại nhà. Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có thể tự tay chế biến một ly sinh tố vừa thơm ngon bổ dưỡng, lại chất lượng hơn hẳn so với mua bên ngoài. Điểm nổi bật của máy xay sinh tố sách nở thách. Sách nở thách, máy là sản phẩm tiên tiến nhất, giúp người sử dụng có thể nhanh chóng chuẩn bị cho mình một cốc sinh tố, uống đủ chất dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe mà không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Máy tiện lợi ở chỗ sau khi xay hoa quả bạn có thể thay nắp và biến nó thành một chiếc bình đựng nước tiện dụng để mang đi khắp mọi nơi. Động cơ khỏe, tốc độ xay nhanh sẽ dễ dàng tạo cho bạn một ly sinh tố hoa quả thật nhanh chóng. Lưỡi thép bằng inox không gỉ, ít bị mài mòn giúp bạn dễ dàng xay thịt, rau củ, sinh tố. Với xay sinh tố được làm bằng nhựa cao cấp chống va đập, dễ làm sạch. Máy chạy rất êm nhờ phần chân đế chống trượt. Máy xay sinh tố đa năng mini sách nở thách là chiếc máy xay rất hữu ích cho các mẹ với hai tính năng trong một, vừa là cốc xay, vừa là ống đựng nước. Bạn có thể mang theo khi đi làm, đi học, đi bít. Sản phẩm có động cơ chạy mạnh và nhanh với công suất 180W. Điều này sẽ nhanh chóng giúp bạn có được những ly sinh tố thơm ngon và đầy đủ vitamin. Chất dinh dưỡng cho trái cây sẽ được giữ nguyên 100%, giúp đảm bảo cung cấp lượng dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày cho gia đình. Máy xay sinh tố sách nở thách 3 là giải pháp hoàn hảo cho bạn, giúp bạn dễ dàng pha trộn các loại trái cây như chuối, cà chua, dâu tây, táo, vừa tạo ra một ly sinh tố hỗn hợp yêu thích với từng sở thích cá nhân và gia đình. Nếu bạn thấy yêu thích sản phẩm này, hãy gọi ngay cho chúng tôi để sở hữu chiếc máy xay vô cùng tiện lợi này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.